Hello các bạn nha, hôm nay thì cũng tiếp tục cập nhật giá xe tháng 3 cho các bạn anh chị mình nè, tại hệ thống xe máy Hiếu Thành Phát chi nhánh Thuận An Bình Dương nha anh chị các bạn mình. Hôm nay thì đây thì gặp em Hiền, chào em. Thu Hiền xin chào mọi người, chào anh nha. Hôm nay Thu Hiền sẽ quay một video báo giá xe, tất cả các dòng xe cho các bạn quan tâm nha. Tất cả những dòng xe trong cửa hàng đúng không em? Dạ đúng rồi. Wow. Các bạn chịu khó lắng nghe Hiền chia sẻ về xe và báo giá nha. Tại vì xe bên Hiền cũng hơi nhiều á, mà các bạn thì mọi người một sở thích á, cho nên hôm nay Hiền báo giá xe cho mình hết luôn nha. Rồi thì mình bắt đầu từ cái lô mà này dài vô trong hả em? Dạ từ này vô trong anh ha. Cái con này là con Sonic này anh. Sonic đứng bên này em, đây là con Sonic màu xanh và màu vàng, giá xe hai cái con này là bằng giá nhau, nó màu 3D thì nó sẽ 52 triệu và màu zin của nó là 50 triệu, màu này là màu 3D thì giá bằng đều như nhau là 52 triệu nha anh. Chả đó có phí biển số cho em? Giá xe là chưa phí biển số nha anh, còn bên em là bác vừa chơi một ít số kiện á. Cái này là mâm kiều nha các bạn, có chống trộm này, có ba ga và cái này là có chống đồ cọc, có phuộc luôn, bên em lên đồ lên cho các kiểu của các bạn luôn nha. Đây. Các bạn mua xe màu sơn 3D thì bên Hiền có bảo hành cho mình 1 năm và đồng thời cái cặp vẹt bên Hiền sẽ đổi cho mình hợp lệ giao thông luôn nha, các bạn yên tâm nha. Và thủ tục mua góp thì rất là đơn giản, chỉ cần trả trước cho Hiền từ 7 triệu trở lên và có chứng minh nhân dân gốc hoặc là căn cước gốc là mua góp được rồi nha các bạn. Rồi, tiếp theo là con Satria này các bạn ơi. Đây, Satria này là Satria chính hàng nha các bạn. Đây. Mấy con màu này là đều Satria chính hàng hết, giá đề xuất bên Hiền hiện tại bây giờ là 54 triệu nha, còn màu zin của nó thì 52 triệu thôi. Dạ đúng rồi, nó thì cao hơn Sonic một xí. Là màu 3D là tất cả màu là đều bằng giá nhau hết. Bằng giá nhau hết. Là 54 triệu. Còn màu zin thì 52 triệu anh. Màu 3D nó giá giống như nhau, còn màu zin nó giá giống như nhau nha. Còn các bạn mà chơi đồ kiểu lên thì bên Hiền sẽ tính tiền riêng nhé. Rồi thì các bạn mà muốn mua xe em thì liên hệ với em ở đâu? Tại cửa hàng thì 179 đường Thục Thoa Huân, Thần Giáo, Thần An, Bình Dương nhé các bạn. Số điện thoại của Hiền có Zalo luôn nha, là 0704838762 nha. Các bạn đến tại cửa hàng cứ đọc bát là Thu Hiền sẽ được giảm từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe đi này nha. Rồi. Nếu không có gọi điện cho Thu Hiền không được giảm là đừng có tiền Thu Hiền nha. Okay. Rồi, những cái phụ kiện trên xe đều gắn sẵn đây, còn các bạn nào mà muốn lấy cái nào thì bên Hiền sẽ tính tiền cái đó, hoặc là đồng thời cái phụ kiện này bên Hiền sẽ cho vào góp luôn. Và những cái phụ kiện này mình không thích thì mình có thể đổi sang cái phụ kiện khác nhé. Đó. Đồng thời thì bên Hiền có nhiều cái màu rất là đẹp. Đây, anh Phát quay cho các bạn xem nhé. Màu xanh này, Sonic hay là Satria hay Raider, những cái màu này bên Hiền đều có nha. Đây. Đó, màu trắng. Màu trắng này cũng đẹp nè anh. Đó. Rồi. Đây là màu Satria màu hồng. Satria thì có hai loại. Đây cái con này mới lên màu xi măng cũng đẹp nè anh. Đó, rất là đẹp. Màu xanh xi măng này. Giá đề xuất bên em là 54 nhé. Satria thì có hai loại nha các bạn, một loại tư nhân và một loại chính hãng. Thì chính hãng giá đề xuất bên Hiền là 48.500 cho đến 50 triệu. Nói chung là từ 48 đến 50. Màu zin là 48 và màu 3D là 50, nó chênh nhau 2 triệu nhé. Còn Satria với tư nhân với chính hãng thì các bạn đều biết rồi đúng không? Thì chính hãng thì nó có cái đèn lòi ra đấy. Bên Hiền cũng có kích hợp vào luôn. Chính hãng thì nó được bảo hành toàn quốc, còn tư nhân thì nó chỉ bảo hành tại cửa hàng thôi nhé các bạn. Các bạn muốn mua màu nào thì cứ inbox cho Hiền, Hiền gửi bằng cái giá tặng màu cho mình nha. Rồi bên cạnh đây xuống Vario anh ha. Rồi Vario đợt này thì anh nghe nói là cũng tăng giá cũng nhiều lắm đúng không em? Dạ đúng rồi, tại vì 125 với 150 bây giờ nó có lên giá. Và 160 hiện tại đang về tại cửa hàng luôn á anh. 160 có ra lò rồi nhưng mà đang ráp, chưa có lên tại cửa hàng nha. Dạ đúng rồi. 160 là giá để năm nay ra là nó có ABS và CBS luôn á anh. Có hai phiên bản ha. Dạ có hai phiên bản, CBS và ABS. Hình như là cái phiên bản đặc biệt nó là như là có thắng đĩa sao luôn đúng không em? Dạ đúng rồi. Có đĩa sao luôn. Dạ đúng rồi đó. Mà giá xe bên công ty Hiền đề xuất ra là CBS là 72 triệu, còn ABS là 78 triệu nha các bạn. Thì Hiền cập nhật giá cho các bạn, còn các bạn mà muốn xem hình hài như thế nào thì các bạn cứ inbox cho Hiền, Hiền gửi hình cho nhá. Tại vì thợ đang ráp xe chưa có lên đây được á. Nếu ngành Hiền đây là màu, con này con màu xanh xi măng nha. Con này là con 125.
Cái mâm này là mâm zin của nó nha các bạn. Con này là gọi là con màu 3D. Thì giá đề xuất bên Hiền xe này á là 51.500, đã bao gồm thuế VAT nha các bạn. Đây. Còn màu zin của nó là 50.500 thôi. Con đó. Này là báo đã bao gồm VAT. Đó. Giá báo đã báo thuế VAT nha các bạn, mình dạ, chị mình nha. Rồi. Chỉ có còn phí biển số thôi. Phí biển số thôi nha. Mâm này là mâm zin xuất xưởng từ Indo nha các bạn. Đây. Rồi, ok em tiếp đi em. Mấy cái màu này á, 125 hay 150 nó đều giống như nhau, nó chỉ khác nhau ở chìa khóa mất cây thôi. Thì Hiền đọc ra đây là giá chìa khóa mất cây 150 á, là bên Hiền là 68.500 đến 70.000. Là 68.500 là màu zin nhé các bạn, còn màu 3D là 70.000, đã bao gồm thuế VAT nha. Còn rồi. 125 á, giá đề xuất bên Hiền là từ 50.500 đến 51.500, đã bao gồm thuế VAT cho các bạn. Rồi, nếu mà màu 3D thì nó đồng giá như nhau hết á các bạn. Là màu 3D là 125 đến 150 nó đều như nhau nhé. Đây. Nó đều như nhau hết á các bạn. Là giá đều xuất ra là đều như nhau, nhưng mà số tiền thì nó chênh nhau thôi, nhưng mà màu bạn thích màu nào cũng được hết nha. Màu zin đó là có giá nhiêu em? Màu zin 125 là nó 50.500 anh. Ừ. Nhưng mà màu 3D là nó 51.500. Ừ. Còn màu 150 là giá đề xuất bên em thì màu zin là 68.500. Ừ. Còn màu 3D là 70.000 nhé. Các bạn mua xe liên hệ với Hiền thì được giảm tiền xăng xe đi lại từ 500 đến 1.000 nha các bạn. Rồi thủ tục mua góp cũng rất là đơn giản nha, chỉ cần căn cước hoặc là chứng minh nhân dân gốc là được nha. Rồi tiếp sau đây thì Hiền giới thiệu con R15 ha. Con này khách hàng bên YouTube anh Mì hỏi nhiều lắm này. Con này giá đề xuất bên Hiền hiện tại bây giờ là 62.000 đó các bạn. Giá xe chưa bao gồm lăn bánh nha. Con này là rất là đẹp. Đó. Xe G15 V3, xe màu đen nhám nha các bạn mình. Tem này tem mới luôn, khá đẹp luôn. Tem mới hết á. Cái con này thì chạy lên thì quá là ngầu luôn, xịn sò luôn. Giá xe này mềm mà cái phân phối của nó rất là bền. Nên các bạn cứ yên tâm nha, mua xe thì cứ inbox cho Hiền. Đặt trước từ 18 triệu trở lên là hốt xe về nha các bạn. Mình còn nó còn màu xanh GB nữa các bạn. Không, mình còn Honda CBR không em? CBR vừa mới bán xong ở bên anh. Mà khách hốt luôn rồi. Chưa gắp lên hen, cũng còn chưa, nhưng mà chưa, em lập cái giá có, là cho mình. Có 3 màu. Nhưng mà giá đề xuất CBR bên em đợt này có xuống một xí. Là giá đề xuất bên em bữa này là 65.000 các bạn. Đợt trước là 67.000 nhưng mà đợt này có xuống là 65.000, xuống 2.000 so với tháng trước. CBR. Vậy là đợt này CBR 150 nhập khẩu của Indo là giá nó thấp rồi. Nó xuống rồi, 2.000. Tháng trước là 2.000 đúng rồi. Wow. Rồi các bạn nào mà có quan tâm thì mình cứ liên hệ cho Thu Hiền để được tư vấn mua xe. Hiện tại thì chưa có gáp lên kịp nha các bạn, có xe nha. Mới bán xong á các bạn ơi. Các bạn cứ inbox cho Hiền, Hiền gửi bằng màu cho mình xem nha. Có 3 màu, màu đen, màu đỏ, rồi màu đỏ nhám, màu đen đỏ luôn á. Màu xanh có đường phiên bản thể thao á. Thì các bạn cứ inbox cho Hiền, Hiền gửi hình ảnh cho mình lựa chọn nhá. Còn đây là con SH125. Con này giá đề xuất bên Hiền là 76.500. Đây. Còn con này là mắc hơn 2.000. Là 78.500 nha các bạn. Tại vì cái này là màu 3D, màu xanh xi măng. Còn cái này là màu zin nha các bạn. Đây. Còn cái con này là con đỏ. 76.500 nha. Các bạn mua góp thì chỉ cần trả trước cho Hiền từ 25.000 trở lên là mua góp được rồi nha. AB 150 và 125 đấy. Đó, bên Hiền nhiều các loại màu xe. Thì AB 150 giá đề xuất bên Hiền tiêu chuẩn này là 40, còn 150 là 50 nhé các bạn. Rồi. Còn đây là Vision. Vision này là Vision cá tính. Giá đề xuất bên em á là cá tính thì đề xuất bên em là 38.600, còn có phiên bản đặc biệt là 36.000 thôi anh. Những cái con da nút này bạn nữ nào mà có nghĩa là muốn đi cái con này á thì nó cũng rất là đẹp này, mà nó giá xe cũng mềm, có 25.000 à, mà trả trước 2.000 là được hốt xe về rồi này anh. Đó, con này nữ á, ai mà thấp nhỏ xinh xinh đi xe này cũng dễ thương lắm á. Da nút rồi, ok rồi, mà em tiếp theo là S155 nè các bạn mình ơi. S155 có một cam bên cạnh này, quay luôn này anh. Đây, con này bên Hiền là đổ sẵn hết luôn rồi á các bạn. Thứ nhất là cặp mâm,
con này là phiên bản chìa khóa mắt cây nha các bạn, chìa khóa thường thường cũng có luôn. Cái này là cặp mâm nha, rồi bao tay thắng cho mình đi đường xa hoặc là ấy cho đồ tê tay này, có lắp chống trộm ba ga bảo vệ cách nước luôn, đây full phụ kiện luôn nha các bạn, chống đồ này, tích hợp đèn xi nhan cho mình này, có trừ này đó, rồi bên này có phuộc luôn nè, phuộc này rất là đẹp luôn, phuộc rất là đẹp, màu rất là hài hòa với này màu xe. Thì con này đề xuất bên Hiền tính giá xe không nha, chưa tính phụ kiện nha các bạn, là chìa khóa thông minh này là 46.200 nha, nó có sướng với 500 so với là tháng trước, là cái con này nhá, chìa khóa thông minh, còn chìa khóa thường thì nó 42.200 thôi, nó chênh nhau 2.000 nha các bạn. Đó là cái con này. Rồi tiếp theo luôn em. Dạ. À, con đây, con này đi, con này cùng là màu xanh, màu xanh luôn, nhưng mà cùng đồ lên một ít đồ chơi. Thì giá đề xuất bên Hiền nói thẳng luôn là 155 á, chiều khóa thường là từ 42.500 là chiều màu zin, còn màu 3D là 44.200 nhé. Còn chiều khóa thông minh là từ 44.200 đến 46.200 nhé các bạn. Màu 3D là 46.2, còn màu zin là 44.200 nhé các bạn. Rồi, đó, rồi. Như con này bên em cũng có lên đồ chơi luôn này. Này, sơn màu 3D là bảo hành cho các bạn 1 năm nhé. Bung tóc thì bên Hiền có thể bảo hành nhé. Còn con này là con màu zin này. Đây, bên này có lên phụ kiện cái bô luôn này anh. Quay cho các bạn xem này. Nó màu xanh này, màu xanh kia phối hợp rất là hài hòa. Đấy. Con này là con màu này rất là hiếm nè, xám vàng. Xám vàng này là phiên bản giới hạn. Đúng rồi. Giá đề xuất bên Hiền là 47.000 nha các bạn. Phiên bản giới hạn này thì nó là phiên bản cao cấp rồi, của 2022 rồi. Giá đề xuất bên Hiền là 47 nha. Còn mấy cái con này là đều 3D. Còn con này thì chắc các bạn là biết rồi đúng không? Các bạn biết chưa? Biết con này không? Anh có biết con này là con gì không? Con hệt cho 55 nhé gì em. Nhưng mà tên nó là gọi gì chứ? Màu xanh Mobi Monster nè. Monster. Sao màu xanh Mobi? Màu xanh Mobi là con này nè. Cái này gọi là Monster các bạn. Monster. Đúng rồi. Cái này là màu zin nha các bạn. Đúng không? Các bạn chắc là biết rồi. Anh mình không biết cho các bạn chắc là biết đúng không? Đây con này là màu zin, giá đề xuất bên Hiền là 46.500 nha các bạn. Con này là màu zin, bạn nào mà kiểu như là phong cách ngầu ngầu á, thể thao á thì cái con này rất là hợp luôn đấy. Con này là cái này là zin nhé các bạn, zin nha. Còn cái này là 3D này. Bản này là hiếm nè các bạn ơi. Đúng rồi. Cái này là chỉ có phiên bản chìa khóa thông minh thôi, chỉ có thường là không có đâu nhé. Còn cái này là xanh mờ, xanh GB này. Cái này thì chìa khóa thường và chìa khóa thông minh thì đều có nhé các bạn. Chìa khóa thông minh thì nó là 44.500, còn chìa khóa thường là 42.500 nhé các bạn. Đây. Còn đây là màu này là màu 3D. Còn này màu xanh, màu vàng này, màu vàng giới hạn này. Cái này có chìa khóa thường và có chìa khóa thông minh luôn nhé các bạn. Đó. Rồi màu này là màu đen nhám này. Có chìa khóa thường, có chìa khóa thông minh luôn nha. Còn màu này là màu trắng ngọc trai. Màu trắng ngọc trai thì bên Hiền là 47.000 luôn nhé các bạn. Màu này là màu zin á. Màu này phiên bản giới hạn đấy các bạn. Đây. Các bạn mua xe thì cứ inbox cho Hiền nhé. Hiền sẽ giảm xe, giá xe cho các bạn này, tư vấn cho các bạn nè. Và ví dụ như mình có vướng bần gì về cái hồ sơ trả góp á, thì sẽ tư vấn cho các bạn nè. Rồi mình sẽ hỗ trợ cho mình khi mình mua góp này, làm thủ tục với bên ngân hàng á. Rồi các bạn sẽ được Hiền ưu đãi giá tốt nha. Ví dụ sau này các bạn mua xe xong rồi, các bạn có dắt người thân đến mua xe, Hiền sẽ chi tiền hoa hồng cho các bạn nè. Rồi các bạn mua xe rồi cần sửa chữa gì, Hiền sẽ nhiệt tình rồi các thờ gọi lại cho các bạn này, yên tâm liên hệ với tôi Hiền là được lời, không có mất gì đâu nha. Rồi tiếp theo là Winner V3 nè, Winner X3 nè. Anh ơi, có con đỏ ngoài kia luôn kìa, khách mới hốt ly luôn. Con đỏ hình như là vừa khách vừa mới lấy rồi. Đúng rồi, con này là con đặc biệt ABS nha các bạn, màu đen. Giá đề xuất bên Hiền bây giờ là nó rẻ hơn đợt trước là 2.5 triệu luôn á các bạn. Giá đề xuất bên Hiền bây giờ là 43 thôi, là ABS. Hôm trước là 45 anh. Nó rẻ hơn 2 triệu. Bây giờ giảm là đúng rồi, nó giảm cho các bạn 2 triệu em. Đúng rồi, nó giảm 2 triệu. Nó đề xuất bên Hiền là giờ 43. Nó thật ra là 435. À 43.300 thì cho Hiền cho là 43 đi. Này. Đó. Thì mình trả trước cho Hiền từ 4 đến 5 triệu là hốt xe này về được rồi nha các bạn. Phiên bản này là phiên bản đặc biệt nha các bạn. Đúng anh rồi. Chị mình nè. Có như là thằng ABS nè. Đừng có từ ABS đây nha các bạn ơi. Các bạn đừng nói Hiền lừa nha. Đây thằng ABS này.
cái đường. Cũng như là sạc điện thoại nữa nè. Cổng sạc điện thoại. Đèn này người ta tích hợp vào cái này là đèn pin nha. Có sạc dự phòng mình đi đường xa thì có chỗ cắm vào cho mình luôn nha. Và đồng thời đặc biệt nữa là có chìa khóa mắt cây. Chìa khóa thông minh nha các bạn. Đây. Rồi kết hợp có phuộc sẵn cho mình tem nồi màu vàng luôn. Đó. Cái đường của cái bánh xe này cũng là màu vàng luôn này các bạn. Nó kết hợp rất là hài hòa. Nó có phuộc trong đường mình đi đường xa, nó dừ xe mình thăng bằng, không có bị ấy nha. Rồi, đặc biệt hơn nữa anh biết cái gì không? Bô xe là nó cục xuống nha, nó không có lên, nó không có trèo lên, nó như V2, V3 này nó gập xuống này. Có nghĩa là ví dụ mình đừng dừng lên xe lên đó, không bị xa với bạn người khác á. Còn cái này là ABS là bên Hiền 43 triệu, còn CBS á, bên Hiền có 40 triệu thôi nha. CBS các bạn muốn mua phiên bản thể thao màu xám hoặc là màu đỏ bên Hiền đều có hết. Nhưng mà hiện tại đang nằm ráp ở bên kia kìa. Các bạn mua xe thì cứ nhắn cho Hiền qua Zalo, Hiền sẽ gửi bằng rác cho mình nha. Bằng đồng thời cái bằng màu cho mình luôn ha. Còn đây là S này là 150. 150 bên Hiền hiện tại giá xe đề xuất bên Hiền là 42.500. Con này hiếm lắm nha các bạn. Đợt vừa rồi bán hết rồi mới về á. Xe này là mình còn màu đen nữa đúng không em? Đen nhám đúng không? Đang rất khó. Mới bán hết xong anh. Chưa có đưa lên. Rồi con này là con săn GB là mới kinh. Người ta thường gọi là ẹt nhập với các bạn ra để xuất bên Hiền là hiện tại bây giờ là 43 nha. Đó, rồi bên Hiền nữa hả? Nó còn nhiều xe lắm. Quay rồi này quay xì gút luôn em. Quay luôn nè. Quay thì bên Hiền giá đều xuất ra từ 17 triệu đến 18.500 nha các bạn. Các bạn mua gót chỉ cần tức hạt trước thôi, gần 2 triệu là hốt xe về thôi. Anh đi xúc kho cho các bạn xem luôn nha. Xúc kho đâu em? Xúc kho luôn cho các bạn thấy xe bên em nhiều lắm. Đấy các bạn, đây có rider đây. Đó, rider bên Hiền, cái này trên nó là chưa có rider. Rider bên Hiền là giá từ 47 triệu đến 49 triệu nha các bạn. Đây là rider tem mới này. Đây, rider. Còn cái này trên nó là chưa có xe chia chính hàng đúng không? Xe chia chính hàng này các bạn. Đó, xe chia chính hàng là có cái đèn nó lòi ra như vậy nè. Đó, còn cái này là xe chia tư nhân. Đó, cái này là màu 3D nha các bạn. Còn các bạn mà muốn tích hợp bên này thì bên Hiền đều làm luôn nha. Đó, rất rất nhiều màu. Đây, xe chia chính hàng này. Cái này là 49 triệu này. Đó. À quên, xin lỗi các bạn, cái này là 50 triệu chứ. Đó. Các bạn mà muốn tích hợp bên Hiền đều tích hợp luôn nha. Rồi, bên này Sonic này anh. Đó, rất rất nhiều xe luôn các bạn ơi. Các bạn cứ liên hệ với Hiền, xe nào cũng có nha. Rồi Vario này. Son SH này, Future này. Này, rồi là Ad này, Ad màu đen này anh. Ad 150 màu đen đấy này. Đó, bên Hiền bác xe mà chưa kịp trưng lên luôn á anh. Còn cái này là phiên bản chìa khóa 155 này. Trên đó còn Vario nữa kìa em. Dạ đúng rồi. Thế Ad này anh, một dãy Ad luôn đây các bạn. Đây. Các bạn tha hồ mà lựa chọn này. Có kỷ niệm phiên bản kỷ niệm 60 năm này nha các bạn. Đó, rồi màu xanh 3D này. Đó. Rồi dưới này là có màu xanh mâm đỏ nữa anh quay rất nhiều màu đây cho các bạn xem này. Đây. Màu xanh mâm đỏ các bạn hỏi nhiều này. Rồi, cái màu này là mới về luôn đấy các bạn. Chưa lên mục này. Đó. Rất là đẹp nha các bạn, màu tím màu thủy chung này. Đó, thấy chưa các bạn, thấy bên Hiền nhiều màu đẹp không? Các bạn cứ inbox cho Hiền đi nha. Rồi Hiền sẽ gửi màu qua cho các bạn chọn nha. Rồi đây là Vario 125 này anh. Đó. Rồi trên này là 150 này. Vision này. Bên Hiền nhiều xe lắm. Đó, các bạn mình cứ tham khảo nha. Dòng xe nào thì cứ liên hệ qua cho Thu Hiền nha. Được Thu Hiền tư vấn giá ưu đãi nè. Rồi cái này là Vario 150 này anh. Đây. Đó, bên Hiền nhiều xe lắm. Các bạn cứ yên tâm nha. Bên Hiền khi nào cũng sẵn sàng xe cho các bạn hết trơn á. Các bạn mua xe thì cứ inbox cho Hiền qua số Zalo là 0708 0704 838 762 nha các bạn. Số điện thoại của Hiền có Zalo á, các bạn cứ inbox cho Hiền, một là đặt lịch trước, hai là tới đọc bát Thu Hiền, hoặc là ba là gọi điện trước để giảm từ 500 đến 1 triệu nhé. Không ngày gì mà đặt trước cho Hiền đúng không? Rồi có giới thiệu người thân hay là đến mua xe thì Hiền sẽ chi tiền hoa hồng cho các bạn nha. Các bạn mua gót thì chỉ cần có thủ tục chứng minh nhân dân gốc hoặc là căn cước gốc là mua gót được rồi. Cảm ơn các bạn đã coi hết video của Thu Hiền ngày hôm nay nha. Chân thành cảm ơn các bạn và luôn ủng hộ Thu Hiền nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.